Thưa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cháu tên là Phạm Kiều Bảo, học sinh. Phạm Kiều Bảo, I am the third year student in Colombia. I have the question for you. Recently, to the Central Party. Cháu xin kính chào Tổng Bí thư, Chủ. Morning, the General and also President of Vietnam. My name is Lê Quyên Oanh. I was born in Hanoi and grew up in Vietnam, and I am an education student. Thưa bác, cháu là Đỗ Phú Minh. My name is Đỗ Phú Minh, the first year from Colombia. I would like to ask a General Secretary, President, the U.S. is one of the best economy and China in in the world. There are conflict. There are disputes among the parties concerned. So the best way forward is to foster dialogue, cooperation, sharing, because countries are having vested interest in this area, especially in terms of demarcation of their territories. Xin chào các bạn, tối hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn một video phỏng vấn bác Tô Lâm ở trường đại học Columbia University của New York nhân dịp bác ấy đi sang America để giao lưu với nước Mỹ, coi như là đợt giao lưu với nước Mỹ lần đầu tiên sau khi ông Tô Lâm nhận chức Chủ tịch nước và Tổng Bí thư Việt Nam. Cái video phỏng vấn này có một cái ý nghĩa đặc biệt ở chỗ là đây là lần đầu tiên mà chúng ta có thể thấy một lãnh đạo Việt Nam có đủ dũng khí và nghị lực để đứng trước bàn dân thiên hạ, đứng trước một cái môi trường học thuật để biểu đạt ý kiến một cách công khai như thế này. Có thể là câu hỏi đã được soạn sẵn, có thể là không. Nhưng mà trước mắt ấy, cái việc có một lãnh đạo của Việt Nam đứng trước công chúng, đứng trước một cái môi trường học thuật để phát biểu, đó cũng là một cái bước tiến khá là quan trọng mà các bạn cần phải lưu tâm. Thật ra cái việc trường Đại học Columbia University này mời những nguyên thủ quốc gia đến trường của họ để phát biểu không phải là chuyện mới. Ở trong quá khứ ấy, đã có những nguyên thủ quốc gia khác người ta đến hoặc là được mời để phát biểu ở trường này rồi. Và Việt Nam ấy, có thể được gọi là sinh sau đẻ muộn, đến hơi là muộn. Các nguyên thủ quốc gia ở trong Đông Nam Á người ta đã phát biểu cách đây rất là lâu rồi. 10 năm trước, 20 năm trước là người ta đã đến trường này để phát biểu rồi. Còn Việt Nam thì mãi đến 2024 mới có một nhà lãnh đạo đi vào trường này để phát biểu. Mình sẽ cho các bạn coi một vài ví dụ của những quốc gia đi trước. Đây là Indonesia. Tio San said that it is not only Indonesia. Many countries, I think even in America, not Indonesian government happening. So thank you for that. My questions to you, what is the secret after 50 years? Country if the tourist is Borobudur. Các bạn có thể thấy là kể cả người phát biểu lẫn người đặt câu hỏi, hỏi bằng tiếng Anh. Đây là cái mấu chốt trong chủ đề mình bàn ngày hôm nay. Tiếp theo cũng là Indonesia vào năm 2005-2006, tức là cách đây khoảng 10 năm. That guaranteed transparency and accountability and the disbursement of funds. I believe that by doing so, we have been able to eliminate one formidable ally of poverty that especially pro-growth and... Mặc dù là ông ta cầm giấy, nhưng vẫn là phát biểu bằng tiếng Anh nhé. Và đây là video cách đây 20 năm. Các bạn phải nhớ 20 năm trước. Cái thời bây giờ ấy, nói tiếng Anh giỏi mà đã hiếm. Thế đừng nói là cái thời điểm cách đây 20-30 năm. Và đây là nguyên thủ quốc gia Philippines vào năm 2014-2015, tức là khoảng 10 năm trước. Now that debate is, I think, us whose law should apply in those exclusive economic zone. Thank you. I'm sorry, everyone's welcome to answer the questions, but please... for all of these things that have happened. And they have, in turn, secured quite a number of convictions for those involved in extra legal killings. Ông ta nói bằng tiếng Anh nhé. Tiếp theo là một lãnh đạo của Thái Lan vào năm 2009-2010, tức là cách đây khoảng 15 năm trước. Cases where there are question marks about abuses of power and violation, I have that. And to me, the only true kind of democracy is liberal democracy. The true kind of democracy is liberal democracy. Cách đây 15 năm đó các bạn. Từ tiếp theo là Thủ tướng của Malaysia 2019-2020, tức là cách đây khoảng 4 năm. That is... Communication is very good, both in terms of communication, telecommunication, as well as travel. You can fly from Malaysia to Kunming, for example, in 3 hours, where before it took 6 months.
Và cuối cùng là nguyên thủ Nhật Bản Shinzo Abe cách đây khoảng 10 năm. Nguyên thủ Nhật Bản thì không có nói tiếng Anh. Ông ta nói bằng tiếng Nhật từ đầu đến cuối hết và có một thông dịch viên người ta nói theo. Mà cái chuyện này là cái chuyện dễ hiểu thôi. Nhật Bản là một trong top quốc gia đứng đầu thế giới mà. Tại sao họ lại phải nói tiếng Anh? Các nước Đông Nam Á nói tiếng Anh là cái điều dĩ nhiên. Và ngược lại, cái điều đó là phải bắt buộc. Chúng ta phải biết tiếng Anh để mà giao tiếp với nước ngoài. Bởi vì chúng ta là những cái đất nước gọi là thấp thấp ấy, còn kém kém ấy. Cho nên cái việc biết nói tiếng Anh là điều rất quan trọng. Nhưng mà đối với Nhật Bản, cái thời 2014-2015, mình nhớ là Nhật Bản đứng thứ hai về kinh tế. Bây giờ bị tụt xuống thứ tư rồi. Thì dĩ nhiên, cái việc Nhật Bản người ta nói tiếng Nhật là cái chuyện bình thường. Các bạn hãy nghe nhé. For both leaders of government to talk and to shake hands, that alone will not bring about peace and stability. It was an origami or folded paper crane. It was the crane folded by a girl praying for peace, whose brief life of 12 years came to a close in 1955. And review that and the regional agricultural cooperatives so they can be. Vậy là các bạn cũng nắm được sơ sơ cái bức tranh của những nguyên thủ quốc gia đi trước, người ta đã được mời đến trường đại học Columbia này phát biểu như thế nào và đây là cái chủ đề gì. Trường Columbia này á, người ta không cần biết quan tâm cái quan điểm chính trị của cái quốc gia của anh là quốc gia đối địch với nước Mỹ hay không, chúng tôi không cần quan tâm, bởi vì trường đại học là môi trường học thuật, không có đem vấn đề chính trị nhức đầu đem vào nhà trường. Không phải là anh cứ là dân cộng sản, không phải anh cứ là Nga Xô là chúng tôi không có mời anh vào trường chúng tôi phát biểu. Cho nên nhiều bạn nói rằng là trường Columbia tại sao lại mời bác Tô Lâm vào nói, thì cái đó là cái thắc mắc không có đúng. Như mình đã nói rồi, đây là môi trường giao lưu học thuật với các nguyên thủ quốc gia, bất phân cái chủ trương và quan điểm về chính trị. Bất kỳ nguyên thủ quốc gia nào cũng đều có thể vào đây để phát biểu. Và dĩ nhiên Việt Nam cũng vậy, mặc dù là hơi sinh sau để muộn, mãi đến 2024 thì chúng ta mới tham gia vào một cái buổi nói chuyện như thế này. Đây là một cái bước tiến rất quan trọng mà mình cần các bạn phải lưu tâm. Cái điều này nó ghê gớm dữ lắm các bạn. Cái việc mà phơi bày bản thân các bạn cho toàn công chúng, cho toàn thế giới biết các bạn là con người như thế nào, cần phải có một cái nghị lực, cần phải có một cái dũng khí. Và trên hết đó chính là cái tinh thần muốn gạt bỏ đi những cái phức cảm yếu kém của bản thân để mà có thể cùng giao lưu với mọi người. Nhiều lúc các bạn không muốn giao lưu, không muốn nói chuyện là bởi vì các bạn sợ điểm yếu của các bạn bị phơi bày cho mọi người, đúng không? Cho nên các bạn né, các bạn tránh. Nhưng nếu các bạn muốn phát triển thì các bạn sẽ không sợ cái việc để lộ những điểm yếu của bản thân. Các bạn sẽ đứng trước công chúng nói chuyện với mọi người để cho tất cả mọi người biết các bạn là người như thế nào. Cái quan trọng ở đây là thái độ và hành động. Năng lực chúng ta có thể khác nhau, nhưng mà thái độ chúng ta phải nên như vậy. Đây là một số những điểm nhấn của chuyến thăm của bác Tô Lâm đến với nước Mỹ. Thì như các bạn thấy, bác Tô Lâm đã gặp ông Biden nói chuyện bàn này bàn nọ. Chưa hết, bác Tô Lâm còn gặp ông Zelensky của Ukraine. Đây là một cái cử chỉ mà khiến cho những bạn bò đỏ với dư luận viên ở Việt Nam tức trào máu, tức sôi máu. Tụi nó cứ mở mồm rồi nó chửi Ukraine, xong rồi tụi nó bưng bô Nga Xô ghê lắm. Nhưng mà một khi đã muốn giao lưu với các nước phương Tây rồi thì các bạn không thể tránh khỏi cái việc là phải giao lưu với Ukraine. Rồi tấm hình này nữa là bác Tô Lâm đang phát biểu ở trường Đại học Columbia University. Còn đây là tấm hình bác Tô Lâm đang phát biểu ở Hội đồng Liên Hiệp Quốc, The United Nations. Đại khái điểm nhấn của chuyến đi là như vậy. Và bây giờ mình vào tiết mục bác Tô Lâm giao lưu với trường Đại học Columbia. Thì đầu tiên là đại diện của trường lên chào hỏi rồi khai vị, nói rằng là trường chúng ta từ xưa đến giờ đã mời rất là nhiều nguyên thủ quốc gia từ nơi này nơi khác đến. Xong rồi kể về thành tích của trường, là bla 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 bla. Rồi hôm nay tôi rất là hân hạnh bởi vì đã mời được ngài đến đây để trả lời, nói chuyện và giao lưu với học sinh, bla 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 bla. And what unites this audience is the shared commitment to this mission. With that, I am pleased to turn the program. Thì bà phát biểu xong rồi đến lượt bác Tô Lâm. Miss Angela Alonso, Provost at the Columbia University, Miss Anne Neuberger, Deputy. Các bạn để ý là bác Tô Lâm không hề nói tiếng Anh nha, mà có một thông dịch viên người Việt chèn giọng thông dịch vào. Assistant to the President, Deputy National Security Advisor for Cyber and Emerging Technologies, Brits and numerous outstanding scientists. It's not worthy that many Colombian alumni of historic importance for the reform process serve as a foundation for Vietnamese people to confidently embrace set up self-reliance, resilient actions, power politics, the use of threat of force in international relations. The timeless words from the U.S. Declaration of Independence of 1776, celebrating the first anniversary,
thriving progress of the ties between our two countries. Firm and promote healing, mutual trust, and understanding the bonds between our two countries. Xong rồi giữa chừng người ta đổi tông dịch viên từ nam sang nữ, chắc là mệt quá cho nên người ta tráo đổi. Countries today have been forged through sustained efforts by both Vietnam and US to encourage healing and mutual understanding while respecting each other's legitimate culture of dialogue, despite the significant progress in our time. Những kiểu phát biểu như thế này nó thật ra các bạn là mình nghe nó chán lắm, bởi vì nó là cái sự soạn sẵn, cái câu trả lời nó không có mang cái ý nghĩa đến từ trái tim, đến từ trong lòng. Những cái thứ mà nó đến từ trái tim, đến từ trong lòng các bạn là các bạn có thể tự nói ra chứ không cần phải soạn từ trước để mà đọc và trả lời. Ở đây là chưa nói cái vấn đề là ngoại ngữ nữa nhé, ở đây mình nói cái nội dung. Nhưng mà dĩ nhiên cũng có nhiều nguyên thủ quốc gia khác, người ta nhìn giấy người ta đọc thôi, nhưng mà chí là cũng phải giữ thần thái, đúng không các bạn? Nhìn tờ giấy xong rồi ngước lên nhìn cười với mọi người, xong rồi đôi lúc cũng phải thuộc trước vài dòng rồi đấy, thế mà nói 2-3 dòng liên tục mà không cần nhìn vào tờ giấy thì người ta cảm thấy rằng là à, anh cũng đã có đọc qua cái kịch bản trước, học thuộc một tí, xong rồi chêm vô cái ý kiến cá nhân mình một chút để làm cho nó thêm màu, thêm vị vào cái bài diễn văn, chứ không phải chỉ đơn thuần là đứng dậy đọc cái tờ giấy thôi. Vietnam US still have different perspective on human rights in hopes that all countries will collectively embrace their responsibility to the future and humans, that by prioritizing the international solidarity and looking forward perspective in this new era marked by the rise of the Vietnamese nation under the leadership of the Communist Party, a prosperity of the people in the region and worldwide. Thank you very much. Rồi cuối cùng đây mới là tiết mục chính nè. Bà cô này á là một người gốc Việt, mà không biết là bà ta có nhập tịch Mỹ hay chưa. Nhưng mà bà ta đang là một giáo sư dạy về lịch sử Việt Nam ở trường đại học Columbia. Bà ta đã ngồi lên đây để giao lưu với ông Tô Lâm và tất cả học sinh ngồi ở dưới hội trường. Thank you so much, General Secretary and President Tô Lâm, for the great remarks. And you've actually answered a lot of the questions I had prepared for today. So I'm going to go right to one that is very personal to me, and it's also one that hits on what I do. Bây giờ tôi muốn hỏi ông Tô Lâm một câu hỏi mà nó rất là gần gũi với cá nhân tôi, và cũng là một cái câu hỏi mà rất nhiều người Việt Nam chia sẻ. Professionally, I am a historian of the Vietnam War, at the anniversary of the end of the Vietnamese War. Were killed in the war, as evidenced by the many decades of cooperation between the U.S. and Vietnamese militaries to account for missing soldiers on both sides, than it has been to acknowledge the loss experienced by those. Bà đang hỏi câu hỏi đó. Was in the former Republic of South Vietnam. In the spirit of reconciliation between Vietnamese, how would you go about promoting reconciliation between Vietnamese under your leadership? Câu hỏi đại khái là bây giờ ông Tô Lâm sẽ làm như thế nào, cụ thể hành động là gì để mà thúc đẩy hòa hợp, hòa giải dân tộc. Nói cách khác, làm sao để người Việt Nam hải ngoại và người Việt Nam trong nước không còn cái sự hiềm khích gì với nhau. Làm sao mà để bọn bò đỏ Việt Nam nó không có thấy cờ vàng, nó bắt đầu nó nhảy dựng lên giống như là nước sôi đổ vào trong cái ấy. Làm sao để trẻ con Việt Nam nó văn minh hơn, nhìn thấy cờ vàng nhưng mà nó không có chửi cha mắng mẹ, nó dùng những cái bộ phận ở dưới ấy xong nó gắn lên cái mồm. Ý của bà ta là vậy đó, làm sao để thúc đẩy cái tinh thần hòa hợp, hòa giải dân tộc. Bác Tô Lâm mất mấy giây, chắc là để nghe thông dịch viên người ta dịch cái câu hỏi vào cái tai nghe cho bác ấy. Cái điều dễ hiểu thôi. Nếu mà các bạn không hiểu tiếng Anh thì các bạn phải cần thông dịch viên người ta dịch để các bạn kịp hiểu câu hỏi thì mới trả lời được. Đây là chuyện bình thường nha, chuyện rất là bình thường. And while the General Secretary is thinking about my question and preparing to answer, I... Bà này rất là khéo, đúng thật là một giảng viên trường đại học. Người ta làm việc rất là khéo. Khi mà bà ta thấy ông Tô Lâm đang ậm ờ suy nghĩ câu trả lời, hoặc là có thể là bác ấy đang nghe cái người thông dịch người ta đang dịch ấy, thì bà ta phải nói ngay, chèn vào, tạo cái thời gian để cho bác Tô Lâm có thời gian để suy nghĩ. Thế là bà ta mà nói luyên thuyên để câu giờ cho bác ấy. Also want the students, particularly in the audience, to think about questions that they have
And with this portion of the conversation. Your question in my speech. Thì cuối cùng thì bác ấy cũng đã trả lời nha. Nhưng mà dĩ nhiên trả lời bằng tiếng Việt và có một giọng người Việt Nam nói tiếng Anh chèn vào để phiên dịch cho chúng ta. I also touched upon the Vietnam-US relations forward for peace, stability of the country. The American people are not only found in Vietnam's aspiration for peace and prevailing trend. Thì sau khi bác Tô Lâm trả lời xong thì nói thật với các bạn là mình không thấy câu trả lời cụ thể là như thế nào. Bác ấy chỉ nói là nước Mỹ với Việt Nam là hòa hợp, hòa giải, rồi có một cái tinh thần hợp tác, hữu nghị, rồi tốt đẹp. Kiểu những lời phát biểu mà chung chung đại khái kiểu vậy á. Nhưng mà vẫn chưa trả lời cụ thể câu hỏi của bà kia đưa ra. Rồi bây giờ đến tiếp câu hỏi tiếp theo. Back to diplomacy, because this is, I'm a diplomatic historic Cold War, as we, if that's what you believe has happened. Secretary of State, U.S. Deputy Secretary by China exceed those of the Cold War. As Vietnam has been managing its relationship with China for thousands of years, what advice would you give them? Thì bà này bà hỏi rằng là Việt Nam có lời khuyên gì cho nước Mỹ trong cái việc đối đầu với Trung Quốc? Bởi Việt Nam đã có một cái chiều dài lịch sử rất là lâu tương tác với Trung Quốc. Và bây giờ với tư cách là một quốc gia đứng giữa thì Việt Nam có cái lời khuyên gì cho nước Mỹ không? Về cái biện pháp đối xử với Trung Quốc. In terms of dealing with the People's Republic of China. Well, thank you for that question. In Vietnam, we're very clear. The United States is one of our top important partners. 30 years ahead, as a historian, you'll be able to the U.S. compare with what we achieved in the past 30 years. I'm confident in that perspective, and it has many grounds. And I'm certain that American leaders, they possess the wisdom to know what is best for their national interest while contributing to the global peace cooperation and advice. Good relations with both China and the United States, actions with one another, and fulfill their responsibilities towards our shared future. This is shared by Vietnamese from the POTUS last year and Chinese foreign policy. David can cultivate good relations with both China and the U.S. Ok, thì lần này thì câu trả lời của bác Tô Lâm cũng có chạm một chút vào cái câu hỏi của bà kia. Thì ý đại khái là Mỹ và Trung Quốc hãy thân thiện với nhau, giải quyết vấn đề dựa trên cái mối quan hệ hòa hảo, nói chuyện thay vì dùng vũ lực, rồi Việt Nam là bạn của cả hai nước, rồi lúc nào cũng muốn giao lưu giao hảo với cả hai nước, đại khái kiểu như thế. Mặc dù là không có nói trực tiếp là nước Mỹ cần phải có thái độ như thế nào với Trung Quốc, rồi nước Mỹ có cái điều gì phải đáng lo với Trung Quốc hay không. Nếu mình trả lời thì mình sẽ trả lời như vậy. Ở đây là bà ấy hỏi là nước Mỹ cần phải đối xử với Trung Quốc như thế nào, chứ đâu phải là Việt Nam nghĩ gì về hai quốc gia Trung Quốc với lại Mỹ đâu. Dĩ nhiên là hòa hợp, hòa giải, hòa bình là cái điều rất là quan trọng. Nhưng mà ở trong cái xã hội địa chính trị này, nó có nhiều cái tình huống mà nó yêu cầu một quốc gia phải có một cái quyết định rõ ràng, chứ không thể mập mờ. Và nếu trong cái trường hợp đấy thì nước Mỹ cần phải làm gì? Nói cụ thể hơn được cái đấy thì mình mới nghĩ là trả lời được một phần nào đó câu hỏi của bà này thôi. Nhưng mà dĩ nhiên câu trả lời này có thể được gọi là khá là ổn rồi, giống như là ChatGPT vậy các bạn. ChatGPT thường khi mà trả lời là nó lựa từ rất là khéo, trả lời làm sao mà nó không có nghiêng vào phía bên A quá mà nó không nghiêng vào phía B quá, mà nó kiểu lúc nào cũng đi ở phía trung lập đấy, để mà không tạo ra cái cảm giác cực đoan. Và đó chính là ngoại giao. US. Very good student of history. If you were taking my class, you would definitely get an A+ for your historical knowledge. Trời ơi. Cái bài nói rằng là nếu bác Tô Lâm là học sinh của lớp của tôi thì chắc chắn bác sẽ được nhận A+ cho kiến thức uyên bác về lịch sử của bác. Nếu bác là học sinh của tôi. Trời ơi là trời. Mình xin lỗi, có khi là bác Tô Lâm còn già hơn cả bà cô này. Nhưng mà dĩ nhiên không phải là cứ là giáo viên thì phải nhiều tuổi hơn học sinh. So now we're going to move to the next stage of the event, which is always. Rồi bây giờ sang màn học sinh đặt câu hỏi. Và bây giờ bắt đầu chúng ta nghe câu hỏi từ một vài bạn con ông cháu cha
đi sang Mỹ du học. Các bạn hãy xem con ông cháu cha của Việt Nam, người ta hỏi cái gì nhá. Vì sao mình nói là con ông cháu cha? Để học được cái trường này á, thì một, anh phải rất là giỏi. Hai á, là anh phải rất nhiều tiền. Chỉ có một trong hai à. Nhưng mà ấy, xét qua cái năng lực ngôn ngữ của những bạn này á, thì mình không nghĩ rằng là những người đủ giỏi để mà nhận học bổng toàn phần của Mỹ. Mà kể cả có được nhận học bổng toàn phần đi chăng nữa đi, thì cái chi phí sinh hoạt cũng rất là đắt đỏ. Một cái gia đình Việt Nam thông thường không thể nào mà cho con đi học ở bên Mỹ. Chỉ có những người mà rất là giàu có, con ông cháu cha mới có điều kiện đi sang Mỹ du học thôi. Và họ đã hỏi bác Tô Lâm những câu gì? My favorite, and that is to open the questions to the audience. And in particular, so please, I welcome this. Just think about what they're on the question as right. Thưa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cháu tên là Phạm Thiệu Bảo, học sinh sư phạm. Con ông cháu cha thứ nhất nhá, hỏi hoàn toàn bằng tiếng Việt. Kilbao, I am the third year student in Colombia. I have the question for you. Recently, to hỏi bằng tiếng Việt mà còn nhìn vào điện thoại. Các bạn thấy không? Hỏi bằng tiếng mẹ đẻ mà còn phải nhìn vào điện thoại. To the central body, you emphasize the goal. You think about what is the goal for the defense surgeries and what is that gonna. Cậu thanh niên này hỏi bác Tô Lâm về quân sự và quốc phòng Việt Nam và nói về cái kế hoạch, cái dự định của bác ấy. Affect in military and in society. Thank you. Turn the floor back to President Tô Lâm. Hello, Mr. General Secretary, President. Bạn này là học sinh người Nhật. I'm a third year Columbia student here studying economics and I'm from Japan. So I wanted to ask you. Anh bạn này hỏi hoàn toàn bằng tiếng Anh nhé. Hoàn toàn bằng tiếng Anh. What industries or sectors does Vietnam see as priority areas for Japanese investment? And how are you working with Japanese firms to strengthen these sectors? Bạn ấy hỏi là Việt Nam có những ngành trọng điểm nào mà Nhật Bản nên đầu tư? Và ông sẽ làm việc với những công ty Nhật Bản như thế nào để tăng cường những ngành đấy? Đây là câu hỏi liên quan đến Foreign Direct Investment, FDI, đầu tư trực tiếp từ nước ngoài. Và trong trường hợp này là Nhật Bản, người ta đầu tư vào Việt Nam. Cho nên bạn ấy mới hỏi là Nhật Bản cần đầu tư vào cái điểm gì của Việt Nam, ngành gì của Việt Nam. Ngoài cái mảng là xuất khẩu lao động đi sang Nhật để kiếm đồng yên gửi về. Thank you. And the third question. Cháu xin kính chào Tổng Bí thư. Một con ông cháu cha thứ hai, nhưng mà cô bé này khá hơn cái con ông cháu cha thứ nhất hồi nãy, bởi vì cô bé này á chào hỏi bằng tiếng Việt thôi thì lịch sự mà, người Việt Nam với nhau thì chào hỏi lịch sự với tiếng Anh với nhau. Nếu mà là mình thì mình cũng sẽ chào hỏi bằng tiếng Việt, xong rồi mình sẽ hỏi bằng tiếng Anh. Ở đây là cái môi trường tiếng Anh, các bạn phải nói tiếng Anh chứ đừng giống như là con ông cháu cha thứ nhất hồi nãy nói toàn bằng tiếng Việt mà lại còn cầm cái điện thoại đọc. Quá tệ. Morning, the general and also president of Vietnam and also the general secretary. I'm very honored that you visit us today. I would like to greet you our best regards. My name is Lê Quy Oanh. I was born in Hanoi and grew up in Vietnam and I am an education student. This is my student. Professionals and students studying or working abroad, particularly in the U.S., have a strong desire to contribute to Vietnam's growth. What policies or initiatives is the government considering to encourage these talented individuals to return to Vietnam and contribute to the country's long-term growth, while also encouraging unity among them to maintain their cultural ties and collaborate effectively with both their host country and their homeland? Thank you. Bạn này ý hỏi là Việt Nam có chính sách gì để mà kêu gọi du học sinh từ bên nước Mỹ hoặc là những các quốc gia khác trên thế giới này để về Việt Nam cống hiến cho tổ quốc, rồi cũng là làm sao để bọn họ tạo ra cái cầu nối giữa cái mối quan hệ tốt đẹp giữa cái nước mà họ đang ở với lại nước mẹ đẻ. Bởi vì các bạn biết rồi là cái nạn chảy máu chất xám của Việt Nam rất là trầm trọng. Người ta đi sang Việt Nam đi du học là người ta tìm cách người ta ở lại. Người ta ở không được, người ta tìm đủ một cách ở không được thì người ta mới đi về Việt Nam thôi. Hoặc là người nào mà dân nổi tiếng KOL, những người mà ca hát rồi nhảy múa, những người nổi tiếng trên Internet thì người ta mới đi về Việt Nam thôi. Bởi vì ở Việt Nam là thị trường người Việt rất là đông. Còn ở Mỹ thì đâu có bao nhiêu người Việt. Dù có đấy nhưng mà làm sao mà so với Việt Nam được. Việt Nam là nước có nhiều người Việt Nam nhất. Đó là cái chuyện hiển nhiên. Vậy thì làm sao để thúc đẩy, khuyến khích những người đấy đi về Việt Nam để cống hiến cho Tổ quốc? Câu hỏi rất là hay. Nhưng mà cô bé này phải nói rõ hơn là người Việt ở nước ngoài là người Việt nào?
người Việt trước 75 hay là người Việt sau 75 cụ thể hơn nhé. Bởi vì cái chủ đề của nói chuyện này ngày hôm nay đó chính là hòa hợp, hòa giải dân tộc, chứ không phải là chỉ có các vị. Well, thank you, students, for the three questions. The first on the defense policy of Vietnam. Câu hỏi đầu tiên liên quan đến chính sách quốc phòng. Well, take on that first question first. The traditional approach of Vietnam, the defense doctrine, the defense power, defense policy of Vietnam is defensive in its nature, serving to safeguard our territory and independence. And it keeps up with the tradition. Mình đọc sơ qua cái câu trả lời của bác Tô Lâm ấy, thì bác ấy trả lời đại khái là Việt Nam là nước hòa bình, không có muốn gây sự, không muốn gây chiến, là muốn giải quyết bằng hòa bình. Đại khái câu trả lời của bác ấy là như vậy. Rồi đến với cái câu hỏi tiếp theo là liên quan đến đầu tư Nhật Bản ở Việt Nam vào ngành gì? Conflicts. It's home to conflicts. I hope I answer your question. On the second question, you ask about our development policy priority for our technology-driven policy. So Vietnam has set its a goal to achieve breakthroughs. We're entering a new era. Transformation is the key. We have identified the three key breakthroughs for Vietnam to transform itself. First, a breakthrough in institutional building, as I said earlier. The second, breakthrough in science and technology. And third, breakthrough resources. Rồi thì đại khái bác ấy trả lời rằng Việt Nam muốn Nhật Bản đầu tư về mảng công nghệ, xong rồi giao lưu, trao đổi nhân tài, rồi huấn luyện nhân tài, rồi sau đó áp dụng những cái kiến thức về công nghệ đó vào trong cái việc quản lý đất nước, rồi cơ quan hành chính, chính trị gì đấy, vân vân là vân vân, ok. Đại khái là liên quan đến công nghệ. Đó là câu hỏi thứ hai liên quan đến đầu tư Nhật Bản. Rồi câu hỏi thứ ba về cái cô gái hồi nãy hỏi làm sao để thúc đẩy du học sinh đừng có đu càng lên Mỹ nữa mà đi về Việt Nam. We try in this new era. And on the third question, I understand that many of you who are students studying overseas in the United States, you all share the aspiration into Vietnam from afar. You can contribute to the United States, the local society. We're supportive because you need to think globally, not only locally, attention to the problems that the international community is facing. Ok, mà đọc hết câu trả lời bác rồi, bác ấy nói đại khái là các em có thể học ở đâu cũng được, rồi đóng góp ở chỗ nào cũng được. Đừng có suy nghĩ cục bộ, mà hãy suy nghĩ ở một cái bức tranh rộng lớn hơn. Cứ học giỏi đi, xong rồi học những cái kiến thức mới mẻ, xong rồi đem về cống hiến cho Việt Nam, khiến cho Việt Nam là quốc gia mạnh mẽ hơn, phát triển hơn. Thì mình khi nghe cái câu trả lời này của bác Tô Lâm thì mình thấy bác cũng có suy nghĩ rất là rộng mở. Các bạn thấy để ý không? Bác Tô Lâm ấy khác với đời Tổng Bí thư trước là bác Nguyễn Phú Trọng ấy, là bác Tô Lâm ấy rất là tránh tân bốc Việt Nam, nâng tầm Việt Nam lên. Bác ấy nói rất là rõ là học những cái thứ hay, đẹp và phát triển ở nước ngoài để phát triển, giúp Việt Nam đi lên. Tức là bác ấy không có nói rằng Việt Nam là một cái đất nước ghê gớm dữ tợn hoặc là cái gì cả. Đây là một cái điểm khác biệt giữa bác Tô Lâm và những đời lãnh đạo trước mà mình có thể cảm nhận thấy được. Nhưng mà dĩ nhiên vẫn chưa trả lời trọng tâm cái câu hỏi của bạn nữ kia. Làm sao để thúc đẩy những người đó đi về Việt Nam, đúng không? Dĩ nhiên là cái việc đi làm xong rồi gửi tiền về cũng là một cái hình thức đóng góp. Nhưng mà ấy, đóng góp bằng tiền thôi á là nó giống như là kiểu là đóng góp cho cái con cá. Người ta ấy, muốn phát triển đất nước là phải phát triển cái cần câu. Người ta cho cái cần câu chứ không phải là cho một con cá. Gửi tiền về ăn xong rồi mất, ăn xong rồi hết chứ đâu có thể làm gì được. Vấn đề là phải áp dụng được cái thứ gì ở bên nước ngoài đem về Việt Nam. Tạo ra cái cơ sở hạ tầng, tạo ra những cái tổ chức giáo dục, rồi những công ty công nghệ sản xuất, tạo ra những cái nền tảng quan trọng để mà Việt Nam có thể tự mình đứng dậy vươn lên. Chứ không phải chỉ có tối ngày là chỉ có đợi tiền đồng bào gửi về Việt Nam. Bởi vì tiền nó ăn xong là mất, ăn xong là hết. Chứ đâu thể nào mà sản sinh ra được những đồng bạc khác được. Để mà tạo ra tiền thì các bạn phải tạo ra cơ đồ.
các bạn không có cơ đồ thì không có tiền. Mà cơ đồ của chúng ta bây giờ toàn là dựa phần lớn vào các nước ngoài người ta đến đầu tư, người ta đặt nhà máy, người ta huấn luyện nhân lực, công nhân. Hôm nay thì người ta vui vẻ với chúng ta thì người ta làm việc, nhưng mà ngày mai người ta chán rồi thì người ta lại đem công ty ra khỏi Việt Nam, người ta đi sang nước khác, giống như là chưa từng chia ly, giống như là Trung Quốc bây giờ thôi. Các công ty nước ngoài bây giờ người ta rút nhà máy ra khỏi Trung Quốc, dần dần đi sang các quốc gia khác giống như Ấn Độ và Việt Nam, Thái Lan, Philippines. Cho nên cái vấn đề quan trọng là phải tạo nên cái nền tảng cho bản thân. Và chính vì thế cái việc mà mời người trẻ về, mời người học đi nước ngoài về, đem kiến thức đó để mà đóng góp tạo ra cái nền tảng mới là quan trọng. Chứ không phải chỉ có gửi tiền là cống hiến đâu. Dĩ nhiên là nó cũng cống hiến một phần nào đấy, nhưng mà về cái góc nhìn tương lai dài hạn thì điều đó vẫn chưa đủ. So that you can be better position to come. Thank you. Affairs, I'm from a strict... Hello, my name is Ander Pico. I'm from the School of International Public Affairs. I'm from Australia. Ông này đến từ nước Úc. It's great to see Ambassador Napa back here on campus. On the topic of US-China relationships, obviously as it continues to face geopolitical turbulence and Vietnam remains steadfast in bamboo diplomacy. Ông này đang hỏi về ngoại giao cơ chế của Việt Nam đó, bamboo diplomacy. How can Vietnam best position itself for the immense opportunities in terms of offshoring that is currently ongoing, and no doubt we'll see enormous economic prosperity for Vietnam if the government reacts accordingly. Thì ông người Úc ấy, ông hỏi rằng là Việt Nam sẽ tận dụng cơ hội này như thế nào để dịch chuyển đầu tư sang nước ngoài. Tiếng Anh gọi là offshore, nó đại khái là mở công ty ở nước ngoài, mở rộng cái chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất không chỉ ở Việt Nam mà ở nước ngoài. Ở cái vấn đề này thì chúng ta có VinFast đó. Chúng ta có VinFast đó. Bây giờ cái nhà máy VinFast ngay đâu là bị delay đến 2028 rồi. Thank you. Your Excellency, thank you so much for your inspiring remark. I'm Hans Bai, 30-year undergraduate student here at Columbia, from China. Một thanh niên đến từ Trung Quốc rồi. So I've noticed from your remarks, you mentioned multiple times forward-looking and turn impossible to possible. So just curious, how would you apply that principle to solve the ongoing dispute in the South China Sea? Cái thanh niên Trung Cộng này á, vừa hỏi rằng là bác Tô Lâm làm thế nào để giải quyết cái vấn đề tranh chấp Biển Đông với China? Hỏi câu hỏi này rất là đúng trọng tâm đấy. Thank you. Thưa bác, cháu là Đỗ Phú Mỹ. Một con ông cháu cha thứ ba. Một thanh niên dòng dõi, con ông cháu cha thứ ba đã đặt câu hỏi cho bác Tô Lâm. My name is Đỗ Phú Minh. Lại dùng tiếng Việt từ đầu đến cuối. First year from Colombia. I would like to ask a general... Không biết là họ dùng tiếng Việt đó là bởi vì họ muốn bác Tô Lâm hiểu câu hỏi rõ hơn, hay là họ tiếng Anh dở đến mức độ họ không nói được. Rõ ràng là cái cô gái thứ hai, con ông cháu cha thứ hai hồi nãy á, ban đầu chào hỏi bằng tiếng Việt, cái này là lễ thường tình, nhưng mà cô ta đặt câu hỏi bằng tiếng Anh. Đây là cái môi trường học thuật bằng tiếng Anh, tất cả mọi người trong hội trường đó người ta nói bằng tiếng Anh. Bây giờ các cô các cậu nói bằng tiếng Việt như thế này thì tu hú với nhau à, tự người Việt hiểu với nhau à, còn người nước ngoài sao thì kệ bà tụi mày à. Secretary, President, the U.S. is one of the best economy and China in in the world. Vietnam has what kind of cooperation that you have so that you can have the best to help Vietnam to get better and more prosperous country? Câu hỏi này chán quá. Việt Nam sẽ làm việc với nước Mỹ như thế nào để tận dụng cái vị trí của nước Mỹ là top đầu thế giới về kinh tế? Hợp tác như thế nào để Việt Nam có thể phát triển về kinh tế hơn? Câu hỏi này chán ngắt. Giống như là một cái đứa trẻ mới học cách đặt ra câu hỏi vậy á. Also from China, so my question. Một thằng từ Trung Cộng nữa. Is that as the leader of Vietnam, how would you balance the relations between China and the United States during the era of great power competition? Thank you. Câu hỏi này thì cũng có liên quan bởi vì cái ông nội này là Trung Quốc. Ông hỏi là ông sẽ cân bằng cái cán cân ngoại giao giữa Trung Quốc và Mỹ như thế nào? Bởi vì bây giờ Mỹ với Trung Quốc nó rất là căng thẳng với nhau, thì Việt Nam đứng giữa, thì bây giờ ông sẽ làm như thế nào? Okay. I'll let the General Secretary President respond to these four questions. I think your questions are the Southeast. Câu trả lời đầu tiên là cho cái ông người Úc hồi nãy. Asia and the world. First, the question China. Ông này muốn gộp hai câu hỏi đầu tiên
bởi vì nội dung na ná nhau. Thực ra đâu có na ná đâu. Ông người Úc là hỏi về offshore, còn ông Trung Quốc thứ hai là nói về căng thẳng Biển Đông. Your questions are quite similar, so I'd like to take on the two questions first. This is Vietnam acts in the South China's, in short, is home to interested and at the system. Vietnam had agreement to settlement of disputes China TNT. There always there be a converse in this area. Dispute operations. Countries are having vested interest in this area, especially in terms of demarcation of their territories. So how to delineate their territories, their interest, South China Sea, to uphold other way. We need to maintain peace effect in South China Sea. We do condemn actions that are not in compliance with international law, coercive actions, advances. Thì bác cái trả lời đại khái về cái vấn đề Biển Đông là lại là cái câu chuyện giải quyết vấn đề bằng hòa hợp, hòa giải, hòa bình, nhưng mà cũng lên án những cái hành động mà vi phạm luật pháp quốc tế. Mà ok, thì cái, những cái tiếp câu trả lời như này thì mình đã nghe đi nghe lại nhiều rồi. Đó là một câu trả lời không sai và rất là an toàn, có thể được sử dụng để trả lời cho bất kỳ câu hỏi hóc búa nào. Nhưng mà đôi lúc thì nó cũng có thể khiến cho người khác nghĩ rằng là bạn không có chứng kiến gì lắm về chủ đề căng thẳng này. Nhưng mà thôi, trước mắt là chọn cách trả lời làm sao mà cho nó hòa hợp, hòa giải. Đó không phải là đường lối chính trị ngoại giao cây tre của Việt Nam hay sao? I'm very happy what the country needs is that in the industrialization efforts of is that all are put in place so they will transform smell forward. US and China. Rồi bây giờ trả lời câu hỏi làm sao để cân bằng quyền lực giữa Trung Quốc và Mỹ với tư cách là Việt Nam. I responded to that question earlier as I answered the questions of Professor Lien Hằng. Bác ấy nói là tôi trả lời câu hỏi này cho bà kia rồi cho nên tôi không có trả lời nữa. Tôi xin kết thúc. Ok, thì đúng cũng đúng, cái thằng đó nó hỏi lại, nó trùng lại rồi cho nên không trả lời là cũng đúng rồi. Ừ. Nhưng mà dĩ nhiên cũng phải thêm bước cái gì đó đúng không? Cái câu trả lời này tôi đã trả lời hồi nãy rồi, nhưng ý của tôi là thế này, thế kia nọ. Lặp lại một chút thôi cũng không có gì cả. Gọi là lịch sự một chút đối với người ta đã hỏi. Thank you. Nhưng mà thôi, bác ấy cũng ngồi hơn cả tiếng rồi, có thể bác ấy sức không có khỏe, chứ đâu có nhiều năng lượng giống như là người trẻ được. Now at the very end, and I cannot take any more questions. So I'm very sorry, but maybe what we can do, President, the historian. Again, I really appreciate the. Bây giờ bắt đầu kết thúc câu chuyện rồi. Cảm ơn rồi này nọ, bla bla. The historic nature of your visit. You are the first communist leader to come to Columbia University, and. Ông là một lãnh đạo cộng sản đầu tiên đến trường Đại học Columbia này. Cái này thật đấy hả? Điều này cũng là khá là ngạc nhiên đấy. Chính vì thế cho nên hồi nãy mình nói với các bạn, đây là một cái điều rất là quan trọng mà các bạn cần phải lưu tâm và phải công nhận. Việt Nam mặc dù sinh sau đẻ muộn, đến rất là muộn so với các bạn láng giềng ở trong Đông Nam Á, nhưng mà họ vẫn đã đến. Thà đến muộn còn hơn là không bao giờ đến. Mặc dù là toàn giao lưu bằng tiếng Việt không à, nhưng mà đã góp mặt ở đây là một cái điểm như đó khá là đột phá rồi. Đây là một cái bước tiến rất là tích cực mà các bạn cần phải công nhận. For me, this is an amazing event to be able to have seen live firsthand, and I'll say my students, any of what being worldly. Rồi ok, kết thúc rồi. Như vậy là mình đã cho các bạn coi sơ qua những cái màn phát biểu của những nguyên thủ quốc gia ở các nước khác, và trong trường hợp này nguyên thủ quốc gia của Việt Nam luôn, đó là bác Tô Lâm, vừa là chủ tịch nước vừa là tổng bí thư của Việt Nam. Các bạn có thể nói gì thì nói, nhưng đây là một cái bước rất là quan trọng. Bác ấy mặc dù ấy, là có thể không có nói tiếng Anh tốt, nhưng mà bác ấy có đủ dũng khí, đủ nghị lực và đủ cái sự tinh thần muốn hòa giải, hòa hợp, đoàn kết, cho nên bác ấy mới ngồi ở cái chiếc ghế của trường Đại học Columbia này. Những lãnh đạo khác đời trước đi trước có thể họ rất là run sợ, họ không có muốn ngồi ở một cái nơi quảng trường rộng như thế này để trả lời công khai trước cả mọi người đâu, bởi vì nó sẽ lộ ra điểm yếu rất là rõ. Ở Việt Nam thì có thể họ uy quyền được, có thể họ nói bằng tiếng Việt một cách tự tin, nhưng mà đi sang nước ngoài các bạn phải nói bằng tiếng Anh, mà tiếng Anh đâu phải là cái điểm mạnh của nhiều người đâu. Cho nên cái điều này là điều các bạn cần phải công nhận. Mình công nhận thật sự đấy, chứ không phải là mình nói cái gì mà vớ vẩn đâu. Đây là một cái bước tiến, nhìn nó có vẻ rất là bình thường,
nhưng mà nó rất là quan trọng mà các bạn cần phải để ý và lưu tâm. Như vậy á, bác Tô Lâm đã cho mình thấy rằng là bác có cái tinh thần rất là muốn giao lưu và kết bạn với các nước phương Tây, cụ thể hơn là nước Mỹ. Đó là cái lý do vì sao mà vừa rồi bỏ đón Húc vào trường Fulbright một cách dữ dội. Đặc biệt là cái thằng Tuyền vô văn hóa, nó ăn nói rất là cục súc và nó chụp mũ trường rất là ác độc và không có căn cứ. Đến mức là Bộ Ngoại giao phải nhảy vào can ngăn luôn mà. Cái bọn dư luận viên, bọn Tiểu Văn Hồng, bọn bò đó, Tuyền vô văn hóa mà nó cầm miệng, nó xóa video, nó gỡ video luôn. Đúng là vào đợt này khi mà bò đó thấy bác Tô Lâm bắt tay với Zelensky rồi ngồi bên cạnh với ông Biden xong rồi phát biểu ở những môi trường học thuật đầy tính tự do của nước Mỹ như thế này, thì tụi nó sẽ nghĩ gì? Tụi nó sẽ còn tiếp tục cắn nước Mỹ nữa hay không? Tương lai sắp tới của Việt Nam sẽ diễn biến và thay đổi như thế nào dưới sự lãnh đạo của bác Tô Lâm? Chúng ta hãy tiếp tục theo dõi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn một buổi tối tốt lành.